Bài tập tiếp theo của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JSON RESTful API để làm server. Trong bài này thì chúng ta sẽ thực hiện các bước để tạo ra một cái server JSON RESTful. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt Node.js. Để cài đặt Node.js thì các bạn sẽ truy cập vào trong trang Node.js.org. Sau đó thì các bạn sẽ download cái phiên bản Node.js xuống và chúng ta sẽ cài vào. Ở đây thì chúng ta sẽ vào trang là Node.js. Các bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất. Ở đây chúng ta phiên bản mới nhất của chúng ta đây là bản là 14.15.4. Và các bạn sẽ đau các bạn lại xuống. Các bạn cứ lấy phiên bản mới nhất là được. Sau đó thì các bạn sẽ cài vào. Ở đây thì chương trình chúng ta thì mình đã cài trước rồi nên là mình sẽ không cài cái Node.js. Tiếp theo thì bạn sẽ chạy cái lệnh kiểm tra Node.js này được cài vào chưa, thì các bạn sử dụng là node-v hoặc là npm trong cái command line. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì các bạn có thể là mở cái command line này, cmd, và các bạn có thể là viết có lệnh là node-v. V có nghĩa là version. Ở đây mình đang sử dụng bản là 13.7. OK. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ cài đặt là MyJSON Server. Để cài đặt MyJSON Server này thì chúng ta sẽ vào trong cái terminal và chúng ta bấm là npm install -g JSON Server. Ở đây thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở VS Code lên, trong VS Code này. Trong VS Code này thì các bạn sẽ open cho mình lấy một cái project. Ở đây thì mình đã tạo ra một cái project là Demo RESTful API. Tiếp theo thì mình sẽ bật cái terminal lên. Ở đây bạn có thể sử dụng CMD cũng được hoặc là sử dụng terminal của VS Code. Ở đây mình sẽ new một cái terminal. Sau đó thì các bạn sẽ gõ vào npm install -g JSON Server, sau đó bấm Enter. Sau đó thì bạn sẽ chờ cái thư viện của chúng ta download về. Sau khi mà thư viện của chúng ta download về thì chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo là tạo một cái thư mục chứa DB. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách tạo. Một là chúng ta sẽ tạo bằng thủ công, new một folder. Hai là chúng ta sẽ viết lệnh. Ở đây chúng ta sẽ tạo thủ công. Tạo thủ công có nghĩa là như thế này. Bạn bấm vào cái new folder, mình đặt cái tên là DB, tạo ra nó ở đây này, JSON Server đó. Cái này là một cái folder. OK chứ các bạn. Đây là folder tên là JSON Server. Đây, JSON Server. Tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cái file là db.json. File db ở đây mình sẽ, trong cái server này thì chúng ta sẽ tạo tên là db.json. Đây, đó. Và chúng ta sẽ viết nội dung vào cái resource trong file JSON. Đây là nội dung của chúng ta. Này, chúng ta sẽ viết nội dung vào. Hoặc là chúng ta có thể copy cái DB JSON tại cái đường dẫn như thế này. Các bạn có thể copy cái đường dẫn này ở trong cái phần nội dung của cái clip này. Ở đây thì chúng ta sẽ dán vào, chúng ta enter. Và ở đây mình sẽ copy cái nội dung vào. Đây, trong DB JSON của chúng ta thì nó sẽ chứa như thế này. Sau đó thì mình lưu lại. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ khởi tạo cái API. Để khởi tạo API này thì chúng ta vào là gõ là JSON Server / watch DB JSON. Và chúng ta sẽ chạy cái file này như thế nào. Ở đây thì các bạn thấy cái terminal của chúng ta, đang ở là ổ C này. Đấy, demo RESTful API. Trong cái demo RESTful API của chúng ta là đây, chúng ta đang ở đây này. Và chúng ta sẽ vào trong cái folder là JSON Server. Chúng ta sẽ vào trong folder đó thì chúng ta mới biết được con lệnh đấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ là cd tới JSON này.
server. Cái này mình bị nhầm CD các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn thấy mình lại tạo vào trong thư mục là JSON server. Ở đây là trong thư mục này này. Trong cái thư mục này thì có file là db.json, thì ở đây chúng ta sẽ chạy nó lên bằng câu lệnh là đây JSON server watch db, bạn thì copy và bạn dán vào, sau đó bạn enter. Thì khi bạn enter thì các bạn thấy cái server của chúng ta nó chạy ở đây, và bạn có thể là bấm là alt click thì các bạn sẽ thấy được alt này click thì nó sẽ mở cho chúng ta, hoặc là các bạn sẽ copy cái dòng này cũng được, control c này đây alt click này, hoặc là bạn ở đây thì chúng ta sẽ có là comment alt comment alt from file này. Đây ở đây là post thì nó hiển thị cái post của chúng ta, đây là hiển thị comment và hiển thị là profile, thì cái này nó sẽ tương ứng với cái file db.json của chúng ta đằng này. Post để bạn thấy là một title và author này. Post title author để đây các bạn thấy cái này là mình hiển thị ra theo phương thức get. Và tiếp theo thì các bạn có thể là thêm nhập xóa sửa vào file JSON này thông qua một phần mềm, đó là phần mềm Postman. Ở đây thì mình sẽ có một phần mềm Postman ở đây, và khởi động phần mềm Postman này lên, và mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm sửa xóa ở trong cái phần mềm Postman này vào file JSON. Ở đây có nghĩa là mình sẽ thêm vào trong JSON này phần vào post, phần comment này, phần profile, vân vân. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần post thôi, còn có những phần thành phần khác thì các bạn sẽ tự làm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái cái này là cái postman của chúng ta. Ở đây thì bạn sẽ bấm vào là localhost post này, sau đó bạn vào, bạn dán vào. Ở đây mình sẽ chọn phương thức là phương thức get, sau đó mình sẽ bấm send. Thì ở đây chúng ta sẽ trả, nó sẽ trả về cho chúng ta kết quả tương tự như trong trình duyệt. Ở đây thì các bạn thấy mình sẽ mới có là một object, một object. Ở đây mình muốn thêm một object vào nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Để thêm vào một object, một đối tượng vào trong file JSON server này thì đầu tiên các bạn sẽ chọn nó là phương thức là post. Thứ hai thì các bạn sẽ chọn cái phần là body. Ok cho bạn body này. Và chúng ta sẽ chọn là x www form url cost. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập vào này, ID sẽ tự động tăng nên các bạn không cần ID. Ở đây chúng ta sẽ cho là title này, ví dụ như là lập trình server ví dụ như thế, và tác giả của chúng ta các bạn cho là key là author này, tác giả ví dụ như là Apple Đà Nẵng ví dụ như thế, và chúng ta sẽ bấm send. Rồi bấm send thì các bạn thấy nó bảo về lập trình server mà Apple bằng lãng ID là bằng 2. Sau đó bạn sẽ xem lại cái cây của chúng ta. Ở đây các bạn thấy trong trang của chúng ta nó đã chèn cho chúng ta một object lập trình server này, Apple Đà Nẵng này. Các bạn có thể là tiếp theo thì chúng ta có thể là nhập thêm vào, hoặc là các bạn bấm refresh bên này nó hiển thị ra. Rồi mình có thể nhập thêm vào trong cái postman này cái lập trình JavaScript. Sau đó bạn bấm send. Rồi thì các bạn thấy kết quả ở đây. Ok, đây là chúng ta đã thêm dữ liệu vào trong file JSON thông qua cái postman. Tiếp theo thì mình muốn sửa nó thì như thế nào? Ở đây mình muốn sửa. Sửa thì mình sẽ sửa theo ID. Thế này bạn thấy ID bằng 1, bằng 2, bằng 3. Ở đây thì mình sẽ sửa theo ID như thế nào? Các bạn bấm vào cái phần mềm là postman này. Sửa thì các bạn sẽ chọn nó là put. Mình chọn là put. Này, mình chọn nó là put. Mình sửa cái ID nào? Được chưa? Xuyệt này, ví dụ mình sửa cái số 3 này. Được chưa? Sửa cái số 3 thành cái gì? JavaScript thì mình sẽ ghi là Java AS6 đi. Rồi bấm xem.
Rồi các bạn thấy lập trình 26 phải đi bằng 3 qua bên này đây. Nó không còn là lập trình JavaScript nữa mà lập trình 26 phải đi bằng 3. Mình có thể sửa id bằng 1, sửa id bằng 1 như thế nào, 1 id bằng 1 của chúng ta là JSON server site code. Ở đây mình sẽ ghi là mình ghi là ví dụ như là RESTful API Apple là năng, sau đó mình bấm save. Ở đây thì các bạn nhớ mình chọn đây phương thức là put nhé. Rồi sau đó bấm save. Ở đây thì các bạn thấy đây RESTful API. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ delete nó như thế nào. Delete thì các bạn sẽ chọn là delete này. Ở đây mình sẽ chọn là post nè, cái ID, xóa cái ID bao nhiêu, ID 1 thì bấm save. Rồi các bạn thấy nè, còn mở qua cái ID bằng 1 còn xóa nè, ở đây chỉ có ID 2 và 3 thôi. Bạn có thể xóa thêm một cái nữa, xóa ID bằng 2, bấm save. Rồi thì bạn qua bên này thấy ở đây nó chỉ còn là lập trình 6 thôi. Ở đây thì mình đã viết xong cái phần thêm nhập sửa xóa của một cái object ở trong server RESTful API. Các bạn có thể là làm thêm.